Thưa quý thính giả, đợt bay của Mạc Lâm về phiên họp Quốc hội chất vấn các bộ trưởng và thủ tướng xin được tiếp tục qua việc phân tích cuộc chất vấn Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân, cùng với những nhận xét của các đại biểu Quốc hội cũng như giới báo chí về sự chủ trì cuộc chất vấn của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. Mời quý vị theo dõi. Phiên chất vấn Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được cho là gay cấn. Bao nhiêu bất cập chưa được khắc phục của ngành này đã đưa Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân vào chỗ khó trả lời một cách trực diện các vấn đề mà đại biểu Quốc hội muốn biết. Như hai lần trước, Bộ trưởng Nhân đã trả lời tương đối trôi chảy những vấn đề mà ông nắm vững cách nhìn sự việc hơn là cách tham gia giải quyết bản chất của sự việc đó. Ông thuyết minh những khó khăn khi vận hành một hệ thống có quá nhiều điều tiếng, và ông tỏ ra thấu hiểu sâu sắc nỗi lo toan của ngành giáo dục, cũng như những quan tâm của xã hội đối với ngành được xem là mũi nhọn của đất nước này. Tuy nhiên, không ít lần Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân bị Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở là đừng đi vòng vo mà phải đi thẳng vào vấn đề, vì ông Bộ trưởng đã dùng nghị trường Quốc hội để báo cáo thành tích khi bị chất vấn. Đại biểu Lê Văn Cuông thuộc đơn vị Thanh Hóa nhận xét rằng, Bộ trưởng Nhân có tầm hiểu rộng và sâu, nhưng những vấn đề ông đưa ra xa quá, không thực tế, không sát với câu hỏi mà đại biểu đưa ra. Nhiều người cho đây là hành động tránh né để không phải trả lời những câu hỏi quá khó của các đại biểu. Báo chí chú ý một câu rất lạ của ông khi được đại biểu Quốc hội hỏi rằng, Bộ Giáo dục và Đào tạo nghĩ gì khi nhiều trường tư thục cao đẳng không đủ phẩm chất vẫn được hoạt động? Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân trả lời rằng, một phần trách nhiệm là do người học vì họ không chọn trường kỹ lưỡng trước khi quyết định theo học. Câu trả lời này ngay sau đó được báo chí mổ xẻ một cách chi tiết và dư luận tỏ ra rất bất lợi cho Bộ trưởng. Nhận xét về những điều mà Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phải làm ngay, giáo sư Hoàng Tụy, người từng đưa ra những kiến nghị trực tiếp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết. Trong 2 năm vừa qua, đã có nhiều cái chuyển biến tích cực đáng ghi nhận trong ngành giáo dục, nhưng mà sự tiến bộ quá chậm chạp và bấp bênh cho nên không thể đáp ứng được cái yêu cầu rất bức thiết hiện nay. Những cái kiểu làm giáo dục lâu nay đã tỏ ra không có hiệu quả và nhân dân thực sự là rất không hài lòng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng trong những lần cầm cân tại diễn đàn Quốc hội kỳ này đã tỏ ra khá quyết liệt khi ông nhắc nhở nhiều bộ trưởng phải tôn trọng thời gian cũng như phải đi sát vào câu hỏi. Ông Trọng không ngần ngại nhắc nhở nhiều lần, nhiều lúc khi thấy bộ trưởng nào tỏ ra tránh né vấn đề. Nhà báo Thanh Thảo, người từng nhiều lần trực tiếp tham dự và viết bài những kỳ họp Quốc hội cho biết ý kiến của ông. Trước các câu hỏi, các vấn đề trọng tâm, nhiều bộ trưởng thì lại tìm cách tránh né những cái câu trả lời trực diện, trả lời vòng vo, vì trả lời vòng vo mà thời lượng chất vấn thì rất là ít, rất hạn chế, mà nó các cái nhóm câu hỏi thì quá nhiều, thành ra là buộc lòng ông Nguyễn Phú Trọng cũng phải can thiệp. Và tôi nghĩ tức là đó là cái cách của người cầm chỉ trích tốt, là bởi vì phải can thiệp để đưa những cái người trả lời chất vấn vào trọng tâm, chứ không họ là đi vòng vo để câu giờ như thế thì là nó hết giờ thì bắt buộc tức là chủ tịch Quốc hội là phải cắt. Vì thế cho nên là cái sốt ruột của ông Nguyễn Phú Trọng nó phản ánh cái sốt ruột của toàn bộ cử tri và cái sốt ruột của chính đại biểu Quốc hội tại hội trường. Ông Nguyễn Phú Trọng là một cái người hiền lành, nhau cũng cảm thấy rất sốt ruột và ông phải can thiệp. Nhìn vào một hướng khác, đối với sự làm việc của các đại biểu Quốc hội lần này, báo chí cho rằng chưa đạt yêu cầu. Yếu tố mà dư luận quan tâm là nhiều đại biểu không biết đặt câu hỏi một cách cụ thể và do đó tạo tiền đề để cho các bộ trưởng có cơ hội vòng vo tránh né. Nhận xét này được giáo sư Nguyễn Lân Dũng, cũng là đại biểu Quốc hội, chia sẻ. Cái điều mà chúng tôi chưa hài lòng lắm ấy, đó là việc các đại biểu hỏi nhiều khi không ngắn gọn và trình bày quá dài dòng, trong khi đó là không cần thiết. Những ý kiến của mình mà nên hỏi thẳng vào vấn đề. Và các thành viên chính phủ thì cũng chuẩn bị sẵn cái sự trả lời, cho nên diễn giải quá nhiều ra ngoài cái nội dung mà người ta muốn hỏi. Vấn đề chất vấn và theo dõi những việc làm sau đó của người được chất vấn cũng là mối quan tâm hiện nay của nhiều đại biểu Quốc hội. Có người còn cho rằng phải có nghị quyết ràng buộc trách nhiệm đối với các bộ trưởng. Giáo sư Nguyễn Lân Dũng cho rằng như vậy là không cần thiết, ông nói. Theo tôi thì không cần có luật đó, bởi vì là mỗi một kỳ họp thì Chủ tịch Quốc hội đều yêu cầu trả lời những cái lời đã hứa. Thế còn những lời hứa trước Quốc hội thì Quốc hội có cái nghị quyết là yêu cầu phải thực hiện các cái câu đã hứa. Và kỳ họp sau thì sẽ phải trả lời trước khi chất vấn những cái điều mà đã hứa trước Quốc hội. Thì tôi nghĩ là một bộ luật cũng cần thiết. Sau các cuộc chất vấn, thì thường nảy sinh ra nhiều vấn đề mới cần quan tâm. Báo chí nhấn mạnh rằng phiên chất vấn lần này đã giúp rất nhiều cho các đại biểu nhận ra tầm quan trọng của vị trí mình đang nắm giữ và sẽ kiện toàn hơn trong những lần chất vấn sắp tới. Quý vị vừa nghe bài thứ 2 trong loạt bài Quốc hội Việt Nam chất vấn các bộ trưởng và thủ tướng.
Kỳ tới, chúng tôi sẽ gửi đến quý thính giả bài viết tập trung vào cuộc chất vấn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với những nhận xét của đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc và cố vấn văn phòng Thủ tướng là bà Phạm Chi Lan, cùng nhiều người khác. Mời quý vị đón theo dõi.